Xin chào các khách hàng yêu quý đã đến với livestream của DKI Prime Beauty. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị khách hàng tên là Bình, tìm hiểu DK qua fanpage Facebook qua để làm dịch vụ laser mày môi mí nhé. Vừa rồi thì chị Bình có vừa thực hiện xong laser môi, mình cùng xem lại một chút hình ảnh của chị Bình trước khi laser phần môi nhé. Như mọi người có thể thấy là khi laser môi, trước khi laser thì môi của chị Bình này tình trạng màu mực là bị bết ở phần viền này. Đó, phần viền bị bết, màu bị hơi bị xỉn một chút. Và sau khi laser thì màu mực đã cải thiện trên bề mặt được khoảng tầm 40-50% rồi. Và màu môi hiện tại đang khá là trong, không bị tình trạng bết mực nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyên gia thực hiện laser vùng mí và mày cho chị Bình nhé. Quá trình thực hiện một ca laser mày môi mí diễn ra rất là nhanh chóng. Nếu như mà chúng mình không live stream thì khách hàng sẽ laser trong khoảng tầm từ 3 đến 5 phút thôi là xong với dịch vụ là cả mày môi mí rồi. Và như mọi người có thể thấy trên ống kính là sau khi hút laser một bên lông mày bên phải thì mực mày của chị Bình đã cải thiện được khoảng tầm từ 60-70% trên bề mặt rồi ạ. Trong quá trình hút thì diễn ra rất là nhanh chóng, không gây quá đau đớn hay bong chóc trên nền da của khách hàng, đặc biệt là không chảy máu, không cháy trụi lông và không hề tình trắng vùng lông mày của khách hàng. Mực lông mày, môi hay mí của chị Bình thì đều khá là đậm, cho nên sẽ cần phải hút liệu trình khoảng tầm từ 10 đến 14 ngày là chị Bình có thể qua để laser vùng mí và môi. Còn với dịch vụ laser mày thì khoảng 5 đến 7 ngày là có thể hút tiếp buổi thứ hai. Laser mày thì diễn ra rất là nhanh chóng và laser mí cũng như vậy. Mọi người thấy không? Mực mí của chị Bình cũng cải thiện được khoảng tầm 70-80% rồi ạ. Dạ chị ạ. Với những khách hàng sau khi laser xong thì về nhà không phải kiêng khem gì ăn uống cả, mọi người vẫn ăn uống như bình thường. Chuyên gia laser sau khi hút sẽ dặn dò mọi người các cái quy trình cần chăm sóc ở nhà như thế nào. Thì những khách hàng nào đang quan tâm đến các dịch vụ laser mày môi mí thì hãy nhanh tay đặt lịch qua số hotline là 091 231 0000 hoặc có thể nhắn tin qua fanpage là DK Eye Brand Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo. Bye bye.